Hôm 16 tháng 3, 5 thành viên trong gia đình nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Tư ở tỉnh Hòa Bình bị chính quyền địa phương gửi giấy mời lên công an để kiểm tra hộ khẩu. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư cho VA biết đây là hành động trả thù của công an sau khi các thành viên của gia đình anh đã liên tục loan tin qua mạng xã hội và gặp gỡ giới ngoại giao Hoa Kỳ sau vụ đụng độ giữa người dân và chính quyền vì quyền lợi đất đai ở Đồng Tâm vào tháng Giêng năm 2020. Từ xã Ngọc Lương, quận ủy Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, anh Trịnh Bá Tư nói: 9 tháng 1 năm 2020 khi mà xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ấy, thì trước đấy từ hàng chục ngày thì phía an ninh Hà Nội cũng như an ninh ở Hòa Bình, an ninh và công an ấy, họ đã tiến hành canh giữ và giám sát gia đình nhà em. Thì từ đấy, từ khi sau khi xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến nay thì họ liên tục canh giữ và họ sách nhiễu gia đình nhà em ạ. VA tiếng Việt chưa liên lạc được với công an xã Ngọc Lương để tìm hiểu thêm về các cáo buộc sách nhiễu của chính quyền đối với gia đình anh Trịnh Bá Tư. Hôm 6 tháng 2, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội có cuộc họp với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, anh của Trịnh Bá Tư, để nghe ông tường thuật chi tiết về cuộc đột kích xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9 tháng Giêng và nhận đơn kêu cứu từ bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm đã bị thiệt mạng trong cuộc bố giáp. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm.